Trường là người đã rất hiểu các thủ Hàn Quốc. Anh đã từng thi đấu tại Hàn Quốc. Lương Xuân Trường cùng với ông Park và hai người trợ lý chính là những người rất hiểu Hàn Quốc và sẽ là một điểm nhấn quan trọng của trận đấu ngày hôm nay. Siri Masut Tufaylie nổi tiếng hồi hai cuộc. Và như vậy hiệp một trận đấu giữa hai đội Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc đã bắt đầu. Các học trò của ông Park So cũng đã rất quen với việc đá cửa dưới. Phạm Xuân Mạnh. Đường chuyền vào rất tốt cho anh Đức. Những phút đầu tiên của trận đấu cả hai đội đều nhập cuộc với một sự hứng khởi của Quang Hải. Hết sức nguy hiểm. Tình huống lan xả và đã thành công. Rất tốt. Xuân Mạnh đã cắt được bóng, lấy được bóng từ trong chân của Son Heung-min. Những pha bóng như vừa rồi chắc. Cú dứt điểm gọn gàng và lưới của Bùi Tiến Dũng đã tung lên. Bàn thắng của Lee Sung-woo. Một tình huống tấn công thẳng vào trung lộ và số 7 đội bạn đã có bàn thắng thứ 2 ở giải đấu lần này. Lần đầu tiên lưới của Bùi Tiến Dũng đã rung lên tại ASEAN 18. Olympic Hàn Quốc. Quang Hải đá phạt. Đánh đầu. Tình huống băng lên của trung vệ Duy Mạnh. Những pha chơi bóng có thể nói là rất nỗ lực và không kém phần khéo léo. Không được. Đường nhồi bóng vào dành cho anh Đức. Giác của mình và đang có những nỗ lực để thay đổi tình hình. Đường treo bóng vừa rồi là của Vũ Văn Thanh. Pha treo bóng của Son Heung-min. Tình huống xử lý chính xác của Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng đã thi quốc có một sự phát triển có thể nói là sâu rộng và nó dựa trên nền tảng của bóng đá sinh viên. Vừa có một tình huống ở vào thế việt vị của Hoàng Uyo. Nếu như ở vòng loại còn có nhiều cầu thủ tổ chức trận đấu của Đông Âu. Tốc độ triển khai tấn công của Olympic Hàn Quốc luôn rất nhanh. Áp lực lớn, số lượng cầu thủ tham gia đông. Rất chính xác. Thôi. Có lẽ đã có tình huống việt vị. Cầu thủ băng xuống là Phạm Xuân Mạnh. Thực sự là chúng ta không muốn có những so sánh quá mức. Nhưng... vâng, tình huống đối mặt. Tỷ số trận đấu đã là 2-0 rồi. Đội bạn đã phá bẫy việt vị và người ghi bàn chính là kia là bàn Hoàng Uyo. Pha ghi bàn thứ 9 của anh ở giải đấu lần này. Chơi với một đội bóng có khả năng cơ động như Hàn Quốc, việc bất việt vị chắc chắn sẽ là con dao hai lưỡi. Hoàng Uyo không gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Một tiền đạo ở đẳng cấp cao luôn sẵn sàng có được những pha kết thúc tiêu chuẩn. Và hiệp 2 trận đấu gặp Uzbekistan. Nguy hiểm. Duy Mạnh đã đánh đầu giải nguy. Pha thoát xuống bên phải vừa rồi là của Son Heung-min. Tiếp tục là đường chuyền của Son Heung-min. Thực hiện những đường chuyền vào khe rất khéo léo để luôn tạo ra áp lực mỗi khi dâng cao. Quang Hải dứt điểm nữa, có thể dứt điểm. Đó là Văn Quyết. Theo chúng tôi trong tình thế này Văn Quyết và Quang Hải nên mạnh. Ở hiệp 2 của trận đấu thì Olympic Việt Nam trong những chiếc áo màu đỏ phần sân phía tay phải của các bạn. Hiệp 2 vừa được bắt đầu. Những sự lựa chọn khác nhau để tiếp cận mỗi trận đấu sẽ có những kết quả cũng sẽ là khác nhau cho những sự lựa chọn
cách nhập trận những tốt hơn vì đối phương phải nói là rất mạnh. Cú nhà bóng là của anh Đức, chân trái. Cú dứt điểm là của Phạm Văn Đức. Quả chạm bóng chuẩn xác vừa rồi là của Quang Hải. Đây là một miếng phối hợp mà Xuân Mạnh. Một tình huống xử lý cả quyết của Phạm Xuân Mạnh. Nhưng cú tiếp bóng cuối cùng của cầu thủ đang chơi bên Minh Vương là cầu thủ đã chơi rất tốt. Rất nguy hiểm. Tỷ số là 3-0 cho Olympic Hàn Quốc. Người ghi bàn lại là Lee Sung-woo, cầu thủ đã mở tỷ số của trận đấu này. Thêm một pha tấn công ở trung lộ lợi hại của đội bóng áo trắng. Đội bóng của ông Kim Hak-bun, tình huống để thua vừa rồi là việc chúng ta đã không còn một tiền vệ phòng ngự thực thụ phía trước các trung vệ. Vừa có thêm một cú dứt điểm, nhưng đó là cú dứt điểm không chính xác của Olympic Việt Nam. Người vừa sút bóng là Văn. Tình huống cản phá rất nỗ lực. Quang Hải, Anh Đức. Anh Đức vẫn còn. Văn Quyết bị phạm lỗi rất đáng nhớ tại V-League 2018. Minh Vương vào. Tỷ số trận đấu được rút ngắn xuống 1-3. Pha ghi bàn quá đẹp của Minh Vương. Bàn thắng quá đáng nhớ của Minh Vương. Lần đầu được tung vào sân và anh đã tỏa sáng đúng lúc. Bất kể kết quả của trận đấu này như thế nào thì đây rõ ràng sẽ là một tình huống vô cùng đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu của Minh Vương. Không dễ dàng để có thể được ra sân ở một giải đấu lớn khi phải cạnh tranh với rất nhiều những đồng đội tài năng. Nhưng khi có cơ hội thì chúng ta đã thấy Minh Vương đã thể hiện như thế nào. Cú đá quá xuất sắc làm tung lưới một thủ môn đã từng chơi rất hay ở World Cup vừa qua. Có thể nói đó là một pha đá phạt hoàn hảo của Minh Vương. Cầu thủ Việt Nam và ông Park Hang-seo chắc chắn cũng đã theo dõi kỹ hiệp 2 trận đấu Hàn Quốc gặp Uzbekistan. Khi mà đội bóng Trung Á tăng tốc thì Hàn Quốc cũng rất bối rối và đã bị gỡ hòa. Đó là điều mà Việt Nam có thể quan sát và áp dụng trong những phút còn lại. Công Phượng đột phá rất vẫn dứt điểm. Cú nhào bên phải. Văn Thành hơi chậm một chút. Pha khống chế bóng không được tốt của Vũ Văn Thành khiến cho anh không có được lợi thế. Công Phước rất tiếc bóng đi không trúng đích. Thời gian vẫn còn khá nhiều. Chúng ta đang có được những pha bóng gây áp lực tốt. Rất đáng tiếc. Phạm Xuân Mạnh là cầu thủ băng vào. Pha cản phá tốt của Bùi Tiến Dũng. Phản xạ kịp thời của Bùi Tiến Dũng mặc dù bóng đi lắc. Đó là một pha xử lý không hề đơn giản đối với các thủ môn. Xây dựng đề án thí điểm đào tạo hệ cử nhân đặc biệt cho các tài năng thể thao. Vâng, chúng ta cùng xem lại lần nữa cơ hội dành cho Phạm Xuân Mạnh. Rất tiếc là bóng đi không chính xác. Quang Hải vẫn chứng tỏ được những khả năng đặc biệt ở giải đấu lần này. Quả chạm bóng của Xuân Mạnh. Tuyến 2, chân trái. Cú đá là của Quang Hải.
lúc này bị ảnh hưởng về vấn đề thể lực sau khi có một trận đấu vất vả trước Serie ở tứ kết. Như vậy là trận bán kết thứ nhất của môn bóng đá nam tại ASEAN 2018 giữa hai đội tuyển Olympic Hàn Quốc và Olympic Việt Nam đã khép lại.